Hôm nay mình vào đây chơi con game The Win, một con game mình thấy khá là nhiều em comment mình chơi con game này. Mình chơi thì thường một là mình chơi poker. Poker này nó có cái lợi ấy, nó lên rất nhanh nhưng mà nó xuống rất nhanh. Cho nên mình ít khi mình chơi con game này, bởi vì mỗi ngày mình xác định là hôm đó nha, mình ví dụ mình xác định mình thắng một mê thì lúc đấy mình sẽ chọn tỷ RR bao nhiêu, ví dụ tỷ RR là 1 năm đúng không? Thì lúc đấy mình sẽ nạp vào 5 mê. Và lúc đấy mình lên 6 mê mình sẽ nghỉ, hoặc là nếu lên hơn thì ngon. Trong là không lên hơn thì mình tối thiểu đó là 6 mê, mình nghĩ là mình chỉ cần thắng 1 mê thôi. RR là 1 năm, ví dụ RR 1-10 thì mình sẽ nạp vào 1-10 mê. Mình lấy 1 mê nhân 10 thì lúc đấy lên 11 mê mình sẽ nghĩ. Thì RR càng cao thì cách xác suất mình thua nó càng thấp. Nhưng mà chơi gì chơi thôi nha, cái quan trọng nhất là gì, hên. Và đánh tiến lên này cũng phải cần phải kỹ năng nữa anh em ạ. Kỹ năng sao kỹ năng, nhưng mà cái quan trọng nhất, yếu tố khi chơi hên xui ấy là cái gì anh em ơi? Chắc chắn đó là phải hên. Không hên thì mình nói thật với anh em, chơi kiểu gì, cách gì anh em không thể thắng nổi nó. Cho nên cái quan trọng nhất đó là phải hên. Hên anh em ạ, hên là cái yếu tố quan trọng nhất để giành chiến thắng. Bởi vì đã không hên ấy, chơi kiểu gì chả thể thắng nổi nó đâu. Ván này thua rồi anh em. Nhưng ván này thì anh em biết cách đánh của mình là gì không? Đó là mình chạy được con nào hay con đó. Chứ những ván này mình xác định là không về được rồi, đúng không? Thì mình xác định là chạy được con nào hay con đó anh em ạ. Chứ không phải là ván nào cũng về được đâu. Anh em đừng có cầu toàn quá. Thường thường là ván nào anh em cũng cầu toàn, cứ nghĩ rằng ván này không theo nha. Bởi mình thà là mình để đôi ca còn còn hơn, ngon hơn là mình giữ lại đó. Mình đánh ca mình có chạy được con gì đâu, đúng không? Thà mình để lại đôi ca nó hay hơn rất nhiều. Nó dọc nó về luôn đấy đó. Mình đánh như vậy nó hay hơn chứ. Quy cá này không có, mình đánh 36. Nếu nó không có đó, nó có chịu thôi. Chứ lúc này giờ mình đánh quy đi thì không phải là mình mất đi đánh quy cá đúng không? Mình mất đi cơ hội đánh quy cá. Chắc chắn cái thằng này nó còn cầm hai rô nha. Khả năng cao của nó như vậy anh em ạ. Nhưng mà mình không theo, bởi thà là mình mất 50 ngàn còn hơn là tí nữa nó đánh đôi thì mình còn còn cơ hội về nha. Thằng này cầm đánh hai rô này không theo luôn à, căng vậy. Thế là thằng nào cầm hai ta? Ui thế là thằng này cầm đôi hai nữa à, đánh hai luôn đi, không theo nha, cứ chờ đợi cơ hội thôi anh em ạ. Mà bởi mình đánh ca thì nó cũng chả về được đâu. Thằng đánh hai luôn là đẹp. Á là thế là thằng kia cầm hai rồi. Ôi thằng này cầm hai luôn à. Căng vậy ta. Đôi ca này. Đấy, thế mới đánh được đôi ca chứ. Đúng không? Đánh phải như vậy đấy anh em ạ. Đôi hai chịu rồi, nó cầm đôi hai luôn anh em. Chịu rồi. Thế thì chịu rồi anh em ơi. Pha đó mình đánh ca thì hai lần thì mình mất đôi ca thì như nhau rồi anh em ạ. Thà mình giữ lại mình đánh đôi ca còn cơ hội về đúng không? Thôi chịu thôi, biết làm sao giờ. Có phải ván nào cũng về được đâu. Ôi ngon này. Ồ, ván này mình nghĩ là về đầu rồi ấy. Khó có lắm, 3k ở mình thôi mà. Hiếm lắm, hiếm có lắm. Ồ hồ, thế là ngon phải không anh em? Nó lủng luôn, nó hai nhiều thì càng tốt nha. Ôi được 29 anh em ơi. Tuyệt vời quá anh em ạ. À. Ôi nó đuổi mình ra luôn anh em ạ. Ôi. Ôi. Chỉ cần như vậy thôi anh em. Lâu lâu chỉ cần bán như vậy thôi. Anh em ạ. Đó là cái điều cần, yếu tố cần có để mà chơi thắng đấy anh em ạ. Cần có để mà chơi thắng đấy anh em ơi. Nha. Như vậy là quá tuyệt vời đấy anh em ạ. Không cần gì nhiều đâu. Chơi chúng ta cần gì nhiều đâu anh em, đúng không? Ai chơi mà chả muốn ăn nó. Nhưng mà ai thắng được nó, đó cái yếu tố quan trọng anh em ạ. Nha. Anh em đừng có bao giờ kỳ vọng là anh em sẽ thắng nó. Không có đâu. Không có luôn, thắng nó thì không có đâu anh em. Chơi sẽ có lúc thắng, lúc thua. Chứ anh em mà khi nào muốn thắng ấy thì mình nói thật với anh em, chứ anh em chỉ có đánh với gọi là mấy thằng ngu thôi. Nhưng mà những thằng đánh mà đối thường một bộ thế này đéo có thằng nào ngu đâu anh em. Thằng vừa vừa thôi, chứ ngu quá là không có đâu. Má đánh con gì ra? Đánh 9 nhỉ, làm đôi ri đi. Hai chịu rồi, thế là con hai này mình lệnh rồi. Nhưng mà mình đánh hai cái này mình đoán là thằng này có thông anh em này. Cái thằng 1 12 con này là này, mình đoán là nó có thông ấy. Chịu rồi.
Mình đoán nó có thông đấy anh em. Ôi già nó quy gạt đấy, chịu rồi. Mình sợ nó có thông đấy. Đôi 3 thì được, đôi 4 luôn, nó không có mình đánh đôi 4. Đúng rồi. Đôi 7. Ô quên, sao mình đánh đôi 7 ta, đôi chi chứ. Ôi may nó không về anh em ạ. G đi, nếu đánh 9-10 G quy nó sẽ chắc hơn đúng không? Nó có lẽ không có đâu. Đấy, đánh 2 cuối đi. Chứ bởi mình đánh 2 sợ nó có thông ấy. Mặc đôi khi nó chặt lại thì bình thường mà. Đấy, thắng là ngon không? Hôm nay thắng được 30 luôn rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Thôi không nên đánh ở đâu nha. Bởi vì là mình nghĩ là sợ là nó vào, một đứa vào mới ấy, là khả năng cao nó có thể là người máy của nó có thể chia bài thằng đó nó ăn trắng đấy anh em. Cho nên mình sợ cái điều đó. Cho nên mình phải thoát ra xíu cái đã. Mình đánh ván này ván cuối, thắng thua gì ván này mình nghĩ nha anh em ơi. Không nên tham nữa. Ai kiềm chế lòng tham đó với mọi người chỉ hay anh em ạ. Thằng nào mà chả tham, ai mà chả muốn ăn to hơn. Mình muốn ăn to hơn không? Có anh em ạ, có. Chắc chắn có, mình muốn ăn 10, 12, 13, 100 mê luôn. Nhưng mà anh em hiểu rằng là game này, em nghĩ rằng nó có dễ cho anh em như vậy không? Nó cho anh em phán đồng hên như vậy không? Không đâu anh em, không đâu, thật sự là không đâu anh em. Cho nên là mình sẽ phải giữ bình tĩnh đó. Không giữ bình tĩnh là mình có nịt thôi, có nó nịt thôi anh em. Thắng cuối này, thắng thua thì mình nghĩ ván này nha. Không nên chơi quá lâu. Mình sợ còn một cái, ôi dồi, có 4 cái thông này. Trời ơi, mình sợ nó đánh 3 cái nó toang đấy. Hay là nó đánh cho mình thối 2 luôn là toang đấy. Thôi ván này mình không về, xác định không về được đâu. Sáng đánh ván này mình, anh em biết mình nghĩ gì trong đầu không? Đó là mình chỉ cần đó là ăn được đôi thông thôi, nó ngon rồi. Hai này, để nó thằng này ra hai, thằng kia ra hai là đẹp. Trời ơi, thằng này không ra hai. Có nên đánh luôn không ta? Thôi ra luôn đi tôi. Đỉnh đéo đánh nhưng mà thôi sợ anh em ạ. Sợ đấy. Ván này xác định không về được rồi anh em. Mình định đợi ván sau đánh đôi hai thì đằng nào mình không về được mà. Thì việc gì mình phải đợi đánh ra hai sau có được gì không, không được gì. Mà lỡ mày không trả được hai thì sao? Đúng không? Thấy. Đánh phải tính toán như vậy anh em ạ. Thôi chịu rồi, thôi ván này nghĩ luôn anh em ơi, không nên tham nữa. Không biết đâu kia thu lại sao? Ngu gì? Đấy, phá đầu mình mà nhìn cái thằng này về cái luôn là không phải toang ạ. Đúng không? Đánh chỉ phải an toàn thôi anh em ạ. Ây giời, thoát thôi. Đấy, thế ngon không? Hôm nay thằng là 26, ngon không em? Tuyệt vời quá rồi. Nghĩ anh em ơi, nha. Thôi, video làm thúc nha, anh em đừng quên lại cho một like, đăng ký. Bởi đó là rất lớn giúp mình tạo ra cái video hay hơn nha. Mình không bao giờ khuyến anh em đánh hên xui này, bởi vì thứ nhất nó rất khó ăn, thứ hai là ví dụ anh em đánh công mình tí, tốt nhất đừng có vào chơi nha. Bye bye anh em.